đủ em đủ đủ tiền cũng không đi tại đi chơi thôi chắc là làm cái chơi. Dạ tôi kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hiện tại thì chú đang ở chùa Lá Sen bên Đồng Tháp nhé. Dạ thì từ chợ Nha Măng á, mình đi vô đây á, thì bà tầm khoảng 12 cây số. Rồi từ ở chỗ nhà xe vào bên sông đó hồi nãy chú cũng có quay á, mình chạy sang qua bên qua bên đây là hơn 1 cây số thôi quý bà cô chú. Dạ thì cái lần đầu tiên là chú tới chùa Lá Sen thì chú cũng nghe nói đó là ở chùa này có cái một lá sen đó. Rồi mình đứng lên nó không có bị chìm á quý bà cô chú. Trước kia thì trước khi giáo sẽ vô cúng xong rồi bắt đầu mình ra sau sau có cái vườn sen đó thì trước ta sẽ quay cho quý bà cô chú xem. Bây giờ mình vô mình cúng trước đi. Cô khoai ăn cô ơi. Qua lá sen thì chị về là 30k quý bà cô chú. Đây, chị, cái này về mình làm gỏi đó ha. Chứ mình làm gỏi hóa sen ha phải không? Chứ em nghĩ là sao làm gỏi ha, em có trộn gỏi. À, là người ta gọt ra từ gọt cái này ra này chị. À, cái này cái lớp vỏ của nó. Xong vỏ đúng dạ, không? Xong sau khi người ta gấp cái vỏ ra thì nó thành trắng như vậy. Ủa một khoảng một bé đi xuống đó hả? Nấu canh chua, nấu lẩu xào, trộn gỏi với làm dưa. À có để mình chế biến đúng không? Dạ. Chưa có đặt sản còn hũ hạt sen nha chị ơi. Còn ghé không chị? Có đây trang bị 5 ngàn. Hả?
Đây cái này mua đi xuống mình mua vé hả? Mua vé này. Chú thiếu cái hình đây nè. Hai chú mình có đâu. Vậy mình sẽ mua vé mình mới xuống đó được hả? Đứng lái xe thì mình mua vé phía trên à. Vừa cả hình cả đứng lái xe luôn là 25.000, điện thoại nhà có chụp thêm ạ. À. Anh chỉ cần ghép hình xuống đây cho em đi anh ơi. Hỏi nhau đến hôm nay cho em luôn. Nè. Một người 25 ngàn hả chị? Đây là cờ tươi tươi mặc xe ở đây này. Cờ tươi tươi. Đứng cho vững nha. Đây rồi, lại lấy đóng chuyện. Rồi cờ tươi tươi. Mời hai ơi. Đừng chế hả? Mời hai. Cái này đi rồi, chuyển qua. Chị rồi, cái bé nhỏ này có cái xe hả? Bé nhỏ đứng chung với mẹ. À, vậy là hai tính hai hai người. Đâu rồi với? Em đây. Một tay thôi cô. Nè thấy không đúng không? Tay kia dịnh võ, có cái bụng vô. Thấy nhiều quá hả? Coi cái võ cô cho nó ngay này, đừng có ngã cái võ kìa. Dạ rồi, cô nhìn nghe mấy cái tay cô dịnh dây võ là cho thấy mấy ngón tay đúng rồi. Để hót bụng vào. Mặt xe quanh con nè. Mặt xe ở đây, đúng rồi, cô tươi tươi. Một, hai. Rồi. Nhưng mình tôi có hai người sao không? Có một người luôn, có điện thoại chụp thêm mà có nhà nó khỏe luôn là cũng có 25 ngàn. Mình sẽ hẹn tới dọc đi vòng đường kia mà. Đúng rồi. Cục vé mà chụp hình là 25 ngàn. Vé ủa sao mà chú ấy nè. Mình chụp giảm được luôn. Điện thoại nhà có mình cứ chụp thêm mà có tốt nữa rồi. Để sẵn cá đi xem. Dùm lại Hoàng, lấy ông Hoàng, dùm lại. Đây đường kia không? Đây nè. Không lấy chụp hình mảnh. Qua cái nhà, qua cái nhà. À mình lấy cái giữa cái đây cái nhà. Rồi, có cầm đó. Mày đây. Khép chân lại chị. Rồi chẳng hạn ra rồi miếng nè. Chưa xíu phút. Chụp lẻ đi rồi chị. Té chứ à. Đây nhìn ngay máy chị. Đưa cho cái hoa sen cầm đi để cái tay bên kia chị dơ dơ ra ngoài. Ôm vô liền, đúng rồi, để ngay bụng. Bỏ cái hoa sen đi, niêm ống quần kéo lên tí đi. Hả? Vô, ai. Rồi. Rồi, chàng hãng ra chụp cái này nè. Chị nghĩ cái lá. Rồi, cháu đứng tới đi. Anh xuống trước đi, anh chụp. Rồi, đi, anh cầm lên. Rồi còn quý khách nào đứng lái xe chụp hình kỷ niệm thì mình mua vé chụp luôn ạ. Vừa cả hình cả đứng lái xe luôn là 25.000, điện thoại nhà có chụp thêm ạ. Giá vé là bao gồm tiền hình luôn, 10 phút rồi mình lấy hình. Một tí xíu nè, ảnh giống gì nó có.
nè tí xíu nha, đưa để mình ra ngoài mình ảnh chè lá sen đi, rồi mình đợi lấy hình. Phải lấy lại đây tự lấy hả? Ở đây mình có bán chè, chè là chè hạt sen không chị? Tàu hũ hạt sen. Tàu hũ hạt sen hả? Tàu hũ trắng rồi hả? Tàu hũ nước đường rồi để hạt sen lên. Đi về. Vậy ăn chè hạt sen hay là tàu hũ hạt sen? Tàu hũ hạt sen không có mà tàu hũ hạt sen à. Dạ. Có tàu hũ hạt sen thôi. Sữa sen thôi, sữa sen. Sữa sen hả? Không cho sữa sen đi. Đó thì là sữa hạt sen nha. Người tàu hũ hạt sen đâu? Tàu hũ hạt sen thì bên kia hả? Vậy mình tưởng đâu là chép chứ. Tưởng đâu chép chứ hồi lại đi. Cái này là mới nấu rồi đó, nấu hũ tàu hũ hạt sen. Cái này cái nước sen mình uống ăn đó hả? Bên kia. Được, được con. Vậy bây giờ mình lấy hai chai. Cái này nhiêu chai vậy? Tàu hũ hạt sen đứng trước nha nha. Hũ sen đứng trước, quẹo lên trên mặt. Né né là xu, tắm lấy tiền bạn lấy tiền xu. Đây. Cái này nó không biết. Nước ca. Ờ nước. Nghe không? Ta bán hạt sen còn có ga. Nè, có cái gì nước hạt sen thì biết rồi. Có cái nước. Đây cho đây đây biết mẹ cháu chủ thì bà nó cái móng đâu đỏ gì đây chị ơi. Nhấn bé ăn ngon là xin hình. Cho bé ăn cái bánh này. Có cái này thì cầm cho bé đây là. Mình ăn cái bánh trước ha. Dạ, kem nó có chảy. Vậy có kem nóng đậu đỏ này, dễ ăn thử ha. Xu ăn kem khói bao giờ chưa? Chưa ăn thử cái bánh này đi. Kem nóng đậu đỏ này chị ơi. Dạ, giống như mùi. Cái này nhiêu ly vậy chị? Kem đậm hả? Có kem đậu đỏ nè mấy chị ơi, phải không? Nè nè. Cao không? 10 cao. Đúng rồi. Nhai liền đừng ngậm. Để cho nhai là khó nhiều. Không ngậm là bao nhiêu ăn. Ngon đi con. Trời mình ăn mình mời ai nữa? Mình mời ai nữa? Ăn cái gì? Này kêu bạn gì? Kem gì? Đúng rồi. Giờ hai chị em mình ngồi nghỉ mệt thì mình cũng là tàu hũ thạch sen. Dạ tiếp mời thứ bảy thì các bạn muốn là tàu hũ thạch sen nha. Lấy xô rồi ăn kem khói. Nó lạnh lạnh đó nè.
Ồ, dữ rồi xấu khó dữ ạ. Khó dữ rồi chị xấu. Cái này mấy người cũng được, cũng được rồi. Còn bọn mình đi sen, sen tấm nhũ này là đường vàng. Dạ, chứ không người ta không sen này. Cái này là đường vàng. Không có, không dám ăn luôn. Không có sao, con đứng ăn kem thôi, ăn mấy cái đó trước. Có này là đi tên ổng vậy, có sao nha. Nó có lâu ghê luôn hả chị ha? Lọc nhà làm thấy hiểu. Đó là ăn dừa. Sư xô ăn hưởng cái kem rồi dừa hả? Đúng rồi, dừa. Mà đúng ăn nhiều đỏ đỏ đang ăn gì đấy con 2 kg luôn đi bà. Nó quạo rồi nó bỏ hết luôn. Là ổi nhiêu ký bà? Dạ 10 ngàn. Con mua cái này nhà bà chồng hả? Chị mua ký. Cho em xin cái bọc nha. Em đi mua cái này về uống nè. Chị hồi nãy mặn chị nói nhiêu ký chị? Còn còn chanh thì bao nhiêu một ký bà? 25.000 chanh không hạt, thơm lắm. Cho thêm trái cho giá đấy đi. Ba bánh hai giả tiền hai cái mặn giùm mẹ lấy hai miếng mặn giùm mẹ. Cô bấm mặn. Cái nào cũng ngon hết trơn á. Cái muối luôn nha con. Cô bấm hỏi nghe lấy kem nha cô. Dạ dạ. Là bọc này của chị em đang dựng cho bà thôi. Cô nói nghe nè, cô qua bên bãi xe cô muốn ăn nhiều quá ha, mình rửa nước mình rửa luôn. Chứ mình rửa đây rồi mình xách cái bụi ha. Ăn thì qua bển mình rửa cho đẹp quá. Cô cái sao con dán áo lên nữa, cô ngồi áo áo hồng rồi cái giặt Thank you.
gì nè? Trứng chim chỉ vậy? Chim chỉ không? Dạ. Có chim chỉ. Nhưng mà tiếng không có đi ra thì sao? Do là phải coi mấy xuống. Dạ thì ngày hôm nay thì hai chị em cũng đến đây cũng mặc xong thì hai chị em chuẩn bị diễn là của chú anh. Dạ thì cho chú gửi lời chúc sức khỏe đến mấy bà cô chú, rồi là cảm ơn luôn luôn ủng hộ kênh của Tiết. Chưa biết à? Gặp lại, chưa biết à?